Anh về rồi ạ? À? Ừ. Hôm nay anh đi làm có mệt không? Ôi giời, quá là mệt. Nhưng mà anh có một tin vui. Tin gì ạ? À? Đấy là anh đã tìm được người giúp việc cho nhà mình rồi. Ôi thật ạ? À? Ừ. Xuân. Em chào chị. Ừ, chào em. Giới thiệu với em, đây là Xuân, sẽ là người giúp việc cho nhà mình. Này, từ bây giờ ấy, em sẽ không phải vất vả trở về nhà nấu cơm sau mỗi giờ làm việc nữa. Alo anh à, anh ơi em có thai rồi. Giờ phải tính sao? Em đi khám bác sĩ bảo được 8 tuần rồi. Vâng. Cô tự lo mà giải quyết đi. Có mỗi cái việc đấy mà gọi cho tôi suốt thế. Tôi nói thế này này, đừng bao giờ gọi cho tôi nữa nhá. Tự lo mà giải quyết đi. Làm cái gì mà gọi không nghe máy nhở? Mình sẽ phải nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Không thể để bị lừa dối mãi được. Đây, tiền của cô đây. Cô về nhà nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhá. Em cảm ơn anh ạ. Anh Trung. Anh xuống ngay đây. Anh xuống ngay đây cho tôi. Anh có định đưa tiền cho cô Xuân đi phá thai à? Anh có biết việc đấy là thất đức không? Này, em nói cái gì đấy? Anh không hiểu gì cả. Em có định phá thai gì đâu ạ. Em còn rất là đang mong chờ đứa con này. Hai người. Này, mà cô Xuân có thai thì liên quan gì đến anh? Lại còn không liên quan đến anh nữa à? Mà việc gì anh phải đưa tiền cho cô ấy phá thai nào? Anh đừng có dối em. À, hiểu rồi. Này, ghen đúng không? Nghĩ được của thằng này đúng không? Chị hiểu nhầm rồi đấy ạ. Thực ra em vừa mới lấy chồng, không biết có thai nên em vẫn xin đi làm. Chồng em vừa gọi điện bắt về để dự thai nên là nên là xin thôi, xin lỗi anh chị em về ạ. Đấy, em thấy chưa? Người ta xin nghỉ thì mình phải trả lương cho người ta chứ. À, thôi, cô đi về đi, không bị lỡ chuyến xe bây giờ. Dạ, thế em chào anh chị ạ. Đưa bé chào đời như alo cho chúng tôi nhá. Dạ. Thấy chưa? Em xin lỗi. Tại mấy hôm nay em cứ thấy anh lo lắng, chạy đôn chạy đáo. Thế là em nghĩ... Nói cho em biết, công ty của anh đang có một dự án lớn. Anh phải hoàn thành cho kịp tiến độ. Thế cho nên là hơi cáu với nhân viên. Chứ có cái gì đâu. Anh xin lỗi. Người có lỗi là em mà. Em xin lỗi nhá. Em vào viện chăm mẹ đây. Lát anh phải sang đưa bà nội đi mua bộ bàn ghế mới. Về kiểu gì chẳng phải làm mâm cơm để mà liên hoan. Em vào viện thì ai nấu cơm? Việc nấu cơm quan trọng hơn hay là việc chăm mẹ quan trọng hơn? Đằng nào thì bà ngoại cũng nằm viện dài ngày rồi. Hơn nữa em lại là con gái. Việc đấy là cậu Minh cậu ấy lo là chính. Bây giờ em lấy chồng rồi thì em phải có bổn phận lo cho nhà chồng chứ lại. Anh này, em có việc muốn nhờ anh. Anh giúp em nhé. Cậu Minh, cậu ấy vừa gọi điện thoại cho em. Cậu ấy bảo viện phí của mẹ đợt này tăng cao. Cậu ấy đang bí. Anh xem vợ chồng mình giúp được cho cậu ấy 10 triệu không? Không được. Vợ chồng mình lấy đâu ra tiền? Đây. Tiền này ấy là tiền để đi mua bàn ghế mới cho bà nội. Mình hứa rồi mình phải làm. Thì em biết là như thế. Nhưng mà bàn ghế thì mình để từ từ mua cũng được. Bây giờ mẹ đang cần hơn mà. Bây giờ hai vợ chồng mình vừa lo cho bên nội vừa lo cho bên ngoại. Lo làm sao xuể được. Gì?
là phận gái thì không phải là do bố mẹ mang nặng đẻ đau mà sinh ra, không phải do bố mẹ chăm bắm nuôi nấng đi thi lấy chồng à? Từ trước đến giờ em biết là anh luôn trọng bên nội khinh bên ngoại, nhưng em không bao giờ em nghĩ anh quá đáng như thế. Tôi không cần biết, lấy chồng là phải theo chồng. Thế thôi. Anh Hai, Vân đấy à? Dạ. Cô chào mẹ. À, nhà có ít rau củ quả, mẹ hái sang cho các con đấy. Dạ, con xin ạ. Vân này. Dạ. Thế con có việc cần đến tiền à? Dạ, con... Sao không bảo thằng Hải nó lo? Ôi, con sao thế? Hả? Sao? Mẹ ơi, mẹ con cần điều trị tiếp. Cậu Minh nhà con, cậu hết khả năng để lo được cho mẹ con rồi. Con đi chạy vạy mượn tiền khắp nơi, nhưng mà không ai cho con mượn cả. Con... Alo. Cái gì? Chị vào ngay đây. Đây này. Sao thế con? Mẹ ơi, mẹ con bị chuyển biến nặng hơn rồi. Con phải vào viện ngay đi. Ở đây này này. Cho mẹ vào thăm bà thông gia ngay. Con không bảo ngay đâu. Ok. Đây, đưa mẹ vào ngay. Con phải đi bán xe máy để lo tiền cho mẹ con. Con đi đây. Ôi giời kìa. Vân. Ôi giời. Ôi giời. Con sang tìm mẹ mãi mà ra mẹ lại ở bên này à? Sao bây giờ anh còn ở đây hả? Con sang để đưa mẹ đi mua bàn ghế, không thấy mẹ rồi con phải về đấy. Con định đi mua của mình, nhưng mà sợ lại mua phải cái bộ mẹ không ưng, mẹ lại không thích. Thôi đi 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 đi, tiền con chuẩn bị đầy đủ đấy hết rồi. Giời ạ, con Vân nó đang đau đầu vì xoay tiền. Thế mà anh bình tĩnh ở đây, thế rồi anh lại bảo đi mua bàn ghế. Mẹ ơi, cô ấy toàn ôm dơm nặng bụng thôi. Lấy chồng rồi cứ lo việc nhà đẻ. Việc đấy là việc của cậu Minh, lấy chồng hết phận. Ôi chết 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 chết, anh nói thế mà nghe được à? Bố anh mà cũng giống cái tư tưởng như anh ấy thì làm sao tôi đưa được mẹ tôi về sống chung ngần ấy năm hả? Mẹ. Cái tư tưởng của anh nhé, lạc hậu lắm. Thảo nào con Vân nó buồn. Thà là mẹ không có bàn ghế đàng hoàng, nhưng còn hơn nhìn thấy các con sống không hạnh phúc. Con nghe mẹ nói đi. Con biết rồi, nhưng mà không nhưng nhức gì hết. Bây giờ anh đưa ngay tôi vào thăm bà thông gia, nhớ mang theo tiền nhé. Tiền đây rồi. Anh ơi, anh có làm sao không? Anh bị thương rồi đấy này. Như này mẹ lại xót con trai lắm cho xem. Xây sát nhẹ thôi mà. Thôi, tao đi về thôi. Nhưng mà có đau không? Anh không đau, anh nói thật mà. Các con về rồi đấy à? Mẹ pha sẵn nước cam cho con đây rồi. Dạ. Uống cho đỡ mệt. Đưa mẹ cất cặp cho nào. Dạ, thôi mẹ cứ để con. Ôi giời, tay làm sao thế này? Lại bị ngã à? Dạ. Ôi khổ thật, con trai mẹ này phải đi đứng thế nào mà để ngã xương cả tay ra thế này. Cái con này, đi vì anh mà không chịu chăm sóc anh gì cả, để anh thế này à? Anh ấy có làm sao đâu mà mẹ phải xoắn lên như thế ạ? À? Chảy máu thế này mà bảo không làm sao à? Ôi, khổ thân con trai. Con không làm sao thật mà mẹ. Mẹ pha sẵn nước cam rồi, con uống đi nhá, cho nhanh khỏi con ạ. Con thôi uống mẹ đi. Cứ kệ con đi ạ. Ôi khổ thân không biết chứ lị. Kệ nó. Ồ quá. Mẹ, con đang đăng ký thi trường đại học mẹ ạ. Ừ, con xem khả năng của mình thế nào thì đăng ký trường cho phù hợp. Mẹ muốn con thi trường nào ạ? Thì con lựa chọn rồi, ý kiến của mẹ có quan trọng gì đâu. Mẹ ơi, con về rồi. Nhà có gì ăn không ạ? Đây, mẹ đã nấu sẵn chè cho con ăn. Món con thích nhất đấy. Dạ. Mẹ, con có muốn ăn chè ạ? À? Vào trong nồi mà múc. Ăn đi con. Dạ. Này, hôm nay phỏng vấn thế nào? Dạ, con được nhận rồi mẹ ạ. Ui, tốt quá. Mẹ sẽ chiêu đãi con một món thật là tinh soạn ở nhà hàng. Con cảm ơn mẹ ạ. Mẹ, con đăng ký thi trường sân khấu điện ảnh mẹ ạ. Con muốn trở thành một nhà biên kịch. Ừ, thì cứ thi đi. Mà có mỗi một cái trường hỏi mãi thôi. Vâng, mẹ lúc nào cũng thế. Cái gì của con cũng là bình thường. Còn chuyện gì liên quan đến anh Dung mới để quan trọng hết. Nhiều lúc con tự hỏi mẹ có nhặt con về để nuôi không nữa. Con nói cái gì đấy? Thế cũng đúng ạ. Từ nhỏ tới lớn, cái gì mẹ cũng quan tâm của anh Dung thôi.
còn con ấy phải tự lo một mình. Nếu mẹ không thương con ấy thì mẹ sinh con ra làm gì đã? Bật dậy! Mẹ nuôi mày lớn thế này để mày cãi mẹ à? Phải! Con cái gì cũng không tốt đấy. Vậy thì mẹ đi mà ổn con trai của mẹ đi. Mai! Dậy đó! Mai! Dũng! Em về nhà đi, mẹ đang lo cho em lắm đấy. Anh cứ kệ em, mẹ có xem em là con đâu. Em nói linh tinh cái gì vậy? Mẹ không coi em là con thì còn coi ai là con nữa? Anh làm sao mà hiểu được, cứ như là mẹ chẳng sinh ra em ý. Để anh nói cho em việc này. Thật ra anh không phải là con đẻ của mẹ. Anh bảo sao ạ? Anh là con của bác Hạ, chị gái của mẹ em. Mẹ anh đã mất sau khi sinh anh ra. Vì vậy mẹ em đã đón anh về nuôi để giải phóng cho bố anh. Đó là lý do vì sao bố mẹ em luôn thương yêu anh. Hồi nhỏ anh yếu lắm, vì vậy mẹ luôn muốn em là một người mạnh mẽ để che chở, bao bọc cho anh. Thật ra dù em có gặp chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn ở cạnh để che chở cho em. Bây giờ anh đố ai dám bắt nạt em gái của anh đấy.